Thì có gục khí đạn cả nhà. Trái nè. Ôi trời. Trái từ ngọt, từ đỏ, ngọt gốc và chí đọt luôn á. Cái này không bán được cả chú. À. Chưa kiện hả? Đây, đây cả nhà. Đây cả nhà. Đây là cái cảo bánh xe đây cả nhà. Thì khi chúng ta không còn... Nhân về trai xin chào các bạn nhé. Chúc các ông, các bà, các chú, các bác cũng như các anh, các chị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào kính mến nhất nhé. Hôm nay Nhân về trai tiếp tục đi kiếm cơm đây cả nhà ơi. Sáng nay Nhân tiếp tục xuống Cẩm Mỹ và Long Khánh đi mua về trai đây. Mong mọi người xem video ủng hộ, đăng ký và like cho Nhân nhé. Nhân cảm ơn mọi người. Mọi người đi mua về trai cùng Nhân nhé. Cuộc hành trình lại bắt đầu. Oh yeah. Hôm nay mình tiếp tục xuống Cẩm Mỹ cuộc hành trình mua ve chai cả nhà ơi. Sáng nay đi vào chỗ anh Toàn đây mua được mua ve chai này. Toàn đẹp trai không? Toàn là chuyên gia chế đồ xe máy đấy. Đây ve chai cả nhà. Xe này. Xe bao la luôn. Xe sửa cả nhà. Bao la xe luôn. Ông là chuyên gia đồ chế xe máy ấy. Giỏi lắm. Bỏ xe ông cũng chế, máy ông cũng chế. Ông cũng rất đẹp trai luôn. Này cái cu con ông đẹp trai không? Quá đẹp trai luôn. Đâu là cái máy chế đâu đây? Cái máy này là ông cũng chế cả nhà. Ở bên cái máy này này, máy này là máy mở bộ. Cái này là ông chế này, ông chế để mở xe tay ga. Không cần là máy mở được. Đấy, các bạn nhìn không? Cái này là mở để chế vỏ xe tay ga đấy, không cần máy. Vá trực tiếp lên xe luôn. Còn đây là ít bình ắc quy mình mua của đại ca. Đâu, còn đây là cái máy gì đây? Máy cạo à? Cái này cái cạo. Cạo vỏ. Cạo gì? Cạo gì? Cạo bánh xe. À, cái này là máy cạo bánh xe cả nhà. Cạo bánh xe á. Đây. Ông giỏi lắm. Còn cái này là cái loa để ông giải trí mỗi lần ông làm việc mệt mỏi. Đây, đây cả nhà. Đây cả nhà. Đây là gọi cái cảo bánh xe đây cả nhà. Để khi chúng ta không cần cần máy á, không có máy mở vỏ á, thì vá vỏ xe không ruột á, thì chúng ta bỏ vào đây. Đây. Chúng ta vặn vào. Các bạn nhìn cả nhà thấy không? Đó, vặn chặt vào. Lấy súng hơi bắn vào thì nó ép được cái vỏ này ra. Ép được cái vỏ này ra thì mình cài cái vỏ ra, mình vá trực tiếp đây luôn trên xe luôn. Thì nó không ảnh hưởng đến phải là mở đến hư niềng hay là mở cái này lâu lắm. Đó, cái phát minh qua chế của mọi người sửa xe, nó là thế thôi. Mình đi mua ve chai, mình thấy hay thì mình chế quay cho cả nhà xem để cả nhà biết. Đó, mong mọi người là xem và có thể chế để vận dụng vào công việc rửa xe cho một cách nhanh gọn và đảm bảo cho khách hàng. Đây, đây là thằng con của anh Toàn đây cả nhà. Đang học 12 mà phụ cha rửa xe giỏi không? Quá giỏi luôn. Đúng là sinh con trai ra cũng phải là có nhờ thiệt. Đang đi học 12 biết rửa xe quá giỏi luôn cả nhà. Quá giỏi rồi, anh chỉ như vậy là có phục lắm rồi. Con ngoan trò giỏi là quá ok rồi. Đi. Đi đường. Rồi, chúc con sức khỏe nha. Sửa xe giỏi, học giỏi nha. Giỏi quá ha. Đang học mà sửa xe, biết sửa xe cho cha luôn. Quá giỏi luôn. Thôi lên đường thôi. YouTube mà làm được 17 đô là khá rồi anh ơi. Vì lượng view của mình còn ít mà. Đấy chủ Toàn, bây giờ đi à, đi đâu? Long Khánh à? Rồi cảm ơn anh nha. Anh lâu lâu vào coi cho em mới được nhiều trục nhiều, mới được nhiều tiền chứ. 17 đô là khá lắm rồi. Thôi cho em đi đây. Đi. Bye bye nha. Để mình đi cả nhà ơi. Chào đại ca Tính. Ồ, quá đẹp trai. Đây tiệm rửa xe của anh Tính đây cả nhà. Anh Tính ở Nhân Nghĩa. Phải Nhân Nghĩa không ta? Chợ Nhân Nghĩa hả? Quá đẹp trai luôn cả nhà. Đây là chợ Nhân Nghĩa đây cả nhà. Bên này là chợ Nhân Nghĩa cả nhà. À, ở đây có cô đang
đang cắm hoa. Mẹ của anh Tính lâu rồi không ghé xem có gì bán kiếm mấy đồng. Anh Tính là dễ thương lắm, vui tính lắm. Sửa SH à? Đẹp trai ha, quá đẹp trai luôn. Cả nhà thấy không? Quá đẹp trai cả nhà. Lâu không được lên màn hình, giờ lên lại thấy hơi bị đẹp trai đấy. Nghe hay gì? Cái này là em quay lên YouTube luôn á, thì không phải bên Facebook đâu. Con đang làm YouTube mà. Con đang quay cho cô này, rồi tí cô vào là cô coi được à? Mai cô vào là cô thấy cô ở trong này cắm hoa cả nhà, cắm hoa đẹp cả nhà, cô đang cắm hoa. Ui dạ, ngoan quá, ngoan quá ha. Bé gái dễ thương cả nhà. Mình đi mua thế này vào nhiều tiệm mà nơi nào vui vẻ là mình thích nói chuyện lắm. Đó, tiệm anh Tính đó cả nhà, ai ở Nhân Nghĩa thì vào xem được video của Nhân Ve Cha đi vào tiệm anh Tính ủng hộ nhá. Giờ mình xem có ve chai hay gì mình mua ít chai để mình ra tiếp tục ra ông Khánh. Chứ anh Tính đang lấy ve chai cho mình ngay cả nhà ơi. Kiếm đuôi đồng. Đây là hai thùng nhớt. Nhưng mình phải bê nhớt trót vào cái đó. Hết chưa anh? Hết rồi hả? Được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, anh em ủng hộ nhau kiếm sống qua ngày vậy ok rồi. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Đó, 3. Có quay đồng hồng mấy. Rồi, dư mình là hot nhất cả nhà ơi. Ôi chà. 30kg. Rồi, một em đã xong. Vậy thôi cả nhà, đi mua cứ ai bán cái gì mình mua cái đó thôi, cứ chăm nhặt là chặt bỉ thôi. À, một người đẹp trai vâng, cả nhà một người thì xấu quắc thôi cả nhà ơi. Trời ơi, nhìn ở đây ngại quá. Đúng là hoa, đứng bên hoa thèn thật. Anh Chính đứng bên hoa thèn đấy. Rồi, có tiền mua gạo cho con, có mấy trăm. Cả mấy tháng trời cả nhà được có mấy trăm bạc cả nhà, không phải tích góp từ cả nhà ơi. Không thật mà anh đúng không? Đúng. Bây giờ anh biết không? Làm gì khó khăn hơn là thời đại Covid mà. Nó khó lắm. Nên mà anh em mình dựa nhau sống thì cảm ơn. Con cháu anh cháu không? Rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Rồi. Dạ, cảm ơn. Chúc anh sức khỏe ha. Hẹn gặp lại ha. Cuối năm chắc cực làm phát nè. Cuối năm em chung em lấy vào nữa. Tháng hơn tháng nữa. Tháng nữa chắc không được. Dạ dạ. Qua Tết đi. Hơn tháng nữa chứ. Bữa đến Tết không đủ đâu. Tại vì đó một lần em bán em phải cơm như vậy. Rồi biết rồi, cảm ơn. Thì lâu. Ok. Cảm ơn gia đình nhá. Cảm ơn rất nhiều nhá. Con cảm ơn cô nhiều nhá. Chúc cô sức khỏe nha cô. Dạ, cảm ơn. Giờ mình tiếp tục đi ra Long Khánh các bạn ơi. Mình mua cầm mì xong rồi. Giờ mình đi ra Long Khánh đây. Hôm nay là chủ nhật nên là mình mua ít ra cùng mình về. Mọi người theo dõi video của mình tiếp nha. Yeah.
Mình vừa đến Bảo Quang cả nhà ơi. Đếm rửa xe tiệm thuế tài tại Bảo Quang. Nguyệt về chai. Ở đây có hai ông anh đang lùm bình. Đang lùm bình để kiếm về chai. Đấy, hai ông anh sửa xe tiệm tài. Người ta tới, người ta xin đó, người ta xin mình kiếm thế mẹ. Cái ốc à? À đúng rồi, cái ốc có nhiều lúc mọi người ở Bảo Quang nếu thấy được video mình ra tìm sửa xe tài ủng hộ nhá. Giờ mình sẽ lặt cái đống ve chai ngoài này cả nhà. Đây, ngoài này có đống ve chai. Giờ mình sẽ lùm cái đống ve chai này và để về mình cũng về luôn. Thì hôm nay là chủ nhật nên làm ít thôi, không cần làm nhiều. Người ta nghỉ ngơi, mình chủ nhật cũng phải đi làm nên đủ tiền dầu tiền xăng là ok rồi, là về được rồi. Đây, ve chai đây cả nhà. Mình đặt ve chai đây bán về bán kiếm tiền. Đến hẹn lại lên người ơi nhớ, câu hò bồng bềnh nhớ nhau ta gọi câu mình ơi. Lâu lâu làm đôi bản trữ tình cho đời thêm vui khỏi anh cả nhà. Đấy. Okay. Đấy, bán bình xong còn chụp hình để làm gì nó biết nữa cả nhà. Ai có nhu cầu mua đất đai ở Long Khánh lên để anh Tài nhá. Anh Tài đây là môi giới đất đai. Đất đai nói bậy không. Tài này sửa xe và môi giới đất cho cả nhà. Tài Bổ Quang cả nhà. Mình vô mô tài được ít ve chai. Xong mình mua để lại tiệm đầu kia coi có thì mình lấy thêm ít nữa, không có để mình về hôm nay chủ nhật. Giới thiệu cả nhà, đây là vợ của anh Tài cả nhà. Đấy, ai có nhu cầu bán đất đai thì liên hệ với anh Tài này. Đấy, đây. Tiền má, có đất đai thì liên hệ với anh Tài ở Bảo Quang. Bảo Quang, anh đang quay clip. Thôi bỏ gì không bỏ. Ai có nhu cầu mua đất đai lên thì anh Tài nhá, Tài Bảo Quang nhá. Mình đang đi mua ve chai thì anh Tài gặp với anh Tài, Tài ở nhà không ở nhà. Mình quay video đây. Ai có nhu cầu thì gặp Tài nhá. Đấy, nhà này nha, cả nhà vừa nay chủ nhật đi đám cưới cả nhà, đẹp gái không? Chỉ quá đẹp gái luôn ha. Quá đẹp luôn. Gái một con trong mòn con mắt và gái hai con thắt đáy lưng ong, một gái bốn con thì không biết cái gì luôn. Hả? Chồng bác đi chôn. Không, quá đẹp, chỉ quá đẹp đó, đẹp trai. Đi mua ve chai gặp mấy chị này nói chuyện cho vui cả nhà ơi. Rồi cảm ơn ông anh vui tính nha. Hẹn ông anh nếu có lên chỗ ngã ba thì ăn ghé em giao lưu chơi vui. Em hay ghé đây ăn phở, ghé bên tay trái ăn phở Tứ Hải á. À Tứ Hải bên đây à, phải á? Dạ, ngay ngã ba đó. À biết. Đi là xuống sau đấy em ăn cây sung, phở cây sung. À phải xuống bên trong, bên phía trong chiếu. À vậy à? Mình có biết luôn hả? Em cũng đi lắm á nhưng mà... Dạ biết chứ, em đi thành phố em ghé hoài chứ. À. Cứ treo vô đó mai sửa gì đâu. Giờ đi chủ nhật này đi đám thì đi cho vui chứ gì đâu, anh em người nào cũng đi cả mà. Thôi mình thấy người ta đi đám thì mình cũng về luôn đấy. Mình cũng mua nhà ve chai nào mình buồn rồi. Về luôn. Về luôn. Về anh Tư Tài ơi. Phía bên này có vườn mít Thái cả nhà. Mà giờ trái còn nhỏ không à? Trái lớn họ bán hết rồi phải không? Lấy hết bán rồi à? Trái nhỏ không à? Nhà chú sửa xe toàn cây cảnh không cả nhà? Có mấy cây mai đẹp lắm cả nhà ơi, mai rừng đẹp lắm. Mà chú bán luôn rồi, vừa rồi bán cây mấy chục triệu á. Thì có ông hỏi, đây con cây bồng trang nè. Ông hỏi có cây mai á, nó chạy xuống đây quay lên xem gửi về cho ông mà.
Bán rồi. Cây đây này, đang hả? Còn bên này còn còn vườn mít nữa này. Mình đang sau này mình quay cho xem mấy cây mai trong vườn này, vườn Long Khánh. Đây cả nhà, phía sau này có mớ mai cả nhà. Mai là mai rừng phải không chú? Mai rừng đúng không? Mai rừng hoa đẹp lắm. Chú này ở Long Khánh cả nhà. Mình quay lên hôm trước có người hỏi mai á, mình quay xem mọi người thấy là mai của chú này quá trời luôn. Bên kia có cái gốc kia đẹp kìa. Gốc này ôn luôn này hả chú? Gốc ôn luôn này. À, đẹp ha. Ở đây đúng cây cối mát mẻ thiệt, toàn mít không cả nhà. Đấy, mình đi mua ve chai, mình quay quang cảnh vườn của nhà chú. Tìm được xe ông Trang quay lên đây. Ai có nhu cầu chơi cây cảnh về mai thì liên hệ mình nhá, mình dẫn xuống mua. Vừa rồi chú có mấy gốc mà chú bán mấy chục triệu rồi, gốc bên kia đẹp kìa. Gốc bên kia đẹp, con thấy gốc bên kia đẹp lắm. Phía bên này là mít không hả? Mít thái không hả? À đây thì đất hơi bị mắc đó chú ha. Xào là mấy tỷ ta? Xào ở đây cả 2 tỷ. Rồi, xào ở đây thì đất 2 tỷ đấy cả nhà. Trước đây thì nó rẻ, ở đây là mít nè. Cái này mít thái hả không? À, trái đảo ha. Giờ mình vào thằng em coi có gì mình mua đây, mình lâu rồi mình không ghé. Đây cây gì đây? Vả. À vả. Ủa đủ thứ chứ. Vả đây cả nhà, đang ra đây cả nhà. Cái này tết dùng vừa nè. Vừa ăn luôn. Ở đây mùng mắt thiệt đấy cả nhà. Đây có gốc khí đã ăn cả nhà ơi. Trái nè. Ôi trời. Trái từ ngọt, từ đỏ ngọt gốc và chí đọt luôn á. Cái này không bán được hả chú? Không. À. Chơi kiểm hả? Kiểm. À. Mình thử ăn trái coi thế nào coi, có chua không coi. Khi này còn lại chua lắm chú à. Thử chua không biết. Thử coi. Chú bên này chú đang hai vạ cho mình cả nhà. Mình vào đây chú lấy ít vạ cho mình. Đây mà. À. Này. Ôi chà, chú mà nước mắt ra luôn cả nhà ơi. Chú thiệt chú. Ôi chà. Không, cái khế này khô chua. Nấu canh chua cá. Chú ăn thuốc mà ăn với thịt luộc á, hơi bị ngon luôn, đúng bài luôn đấy. Rồi con cảm ơn chú nha. Vào đây chú mua đồ ve chai cả nhà, chúc chú sức khỏe. Chú này hiền lành lắm cả nhà ơi. Mình vô đây bôi và chú cho ít vả về ăn. Rồi con chúc sức khỏe, con về đây. Chú chơi cây cảnh quá trời. Ở đây đúng là mát mẻ lý tưởng thật.